xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu pe ririsi karata te chantali ke vimane di be ra te jagame taru anagahane ge hawa thum hi khe te phum ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me ya kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha wo me su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha dan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha dan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha dan ta nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa mô tha sa nam mô ta sa pha ga wa to Arahato sama sambuddha sanamo ta sapagavato Arahato sama sambuddha sa buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami tutiyambi buddhang saranang gacchami tutiyambi dhammang saranang gacchami tutiyambi sanghang saranang gacchami tatiyambi buddha saranang gacchami tatiyambi dhammam saranang gacchami tatiyambi sanghang saranang gacchami iti viso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sambandho sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasa ratisattha deva manussanang buddho bhagavati nathi me saranang anyang buddho me saranang varang ete na sa cha wa che na ho tu me cha ya mang ga lang hu ta mang ge na wan de hang ba da pang som wa ru ta mang bu the yo kha li to do so bu tho kha ma to tang ma mang sa kha to pha ga wa ta tham mo san di thi ko a ka li ko ehi pasiko opanayiko pachatang weditapo winyuhitinathi me saranang anyang thammo me saranang warang etena sacca waccena hontu me jayamangalang uttamangena wandehang thammang jaduithang warang thamme yo khalito do so thammo khamato tang mamang subati bano phagavato sawaka sangho uchubati bano phagavato sawaka sangho nyaya bati bano phagavato sawaka sangho samiji bati bano phagavato Sawaka sangho yadi dang chata riburi sa yugani a taburi sa bungela e sa fagawato Sawaka sangho ahuneyo ahuneyo dakhineyo anchang dikaraneyo anuttarang bunyang khetang lokasatinati me saranang anya sangkho me saranang vara ete na sacca vacce na hontu me jaya mangala putta mangge na vande hang sangkhan jadu vithottama sangkhe yo khalito do so sangkho khamatu tang mamang Vandami jeti yang sabbang sabbathane subatithitang Saririka thatu maha bodhing buddha rupang sakalang sada Sambuddhe atha visanja dvada sanja sahasake Pancha sata sahasani namami sirasa ahang
Tê sang tham anh cha sang khanh cha a ra đề na na ma mi ha na ma ca ra nu pha we na han toa sa pe u ba da we ane ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam bu the panh cha panh nha san cha cha tu vi sa ti sa ha sa ke ra sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ha Tê sang tham manh cha sang khanh cha a da re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha we na han to sa pe u pa da we a ne ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sam bu the na bu ta ra sa te a tha cha ta li sa sa ha sa ke we sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a ha Tê sang tham manh cha sang khanh cha a da đê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha we na han to sa pe u ba da we a ni ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa to sa pe bu ra thi ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho sa pe bu ra thi ma Ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa pe da khi na ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa pe da khi na ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa pe bai chi ma ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa pe bai chi ma Ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa pe u ta ra Ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa pe u ta ra Ya nu di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa pe u pa ri ma Ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa pe he thi ma Ya di sa ya sa ta a we ra su khi ho tu sa pe sa ta a we ra ho tu su khi ta ho tu ni do kha ho tu áp ya pa cha ho tu a ni kha ho tu di kha yu kha ho tu a go ga ho tu sam pa ti hi sa mi chan tu su khi a ta nang pa ri ha ran tu du kha pa ta cha ni du kha Phaya pata chani phaya soka pata chani soka hon tu sa pe pipani no Akasatha cha phumatha dewana ga mahitika Bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu sasanang Akasatha cha phumatha dewana ga mahitika Bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu no garu Akasatha cha phumatha dewana ga mahitika Bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu nyatayo Akasatha cha phumatha dewana ga mahitika Bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu panino Akasatha cha phumatha dewana ga mahitika Bunyang no anumodang tu chirang rakhan tu no sada Idang watano bunyang asawa khaya wahang hon tu anagate kale. Sa thú. Dạ thầy kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cùng nhất sư giảng là cái chúng con. Kính thỉnh sư. Nam mô Phật Thầy ạ, Nam mô Tham Mày ạ, Nam mô Tham Thầy ạ. Xin chào lớp. Giờ hôm nay thì con tên lãnh lễ sư ạ. Dạ. Đọc cái quyển 2 mà sư xem lại bài đang không biết đọc tới đâu ạ. À.
Chuyện hai hôm nay mình học tới đâu rồi? Bữa là giải bài tập phải không? Dạ. Dạ, bữa nay là giải tiếp cái bài tập, cái bài 12 là cái phần mà từ Việt sang Bali đó sư. Anh Cát Thắng có lên lớp chưa? Dạ có, để con mở bài này. Vậy anh mở bài đi, để cho lớp thì bài tập. Bữa hổm hình như là mới chép bài vô chưa sửa. Đủ 5 câu chưa? Dạ đủ 5 câu rồi chứ. Rồi, mình xem để mình sửa bài. Giờ câu số 1 đó là Đức Bồ Tát thấy rằng Ngài đang đi kinh hành qua lợi trên núi đầy phân. Đây một cái chữ là Bồ Tát. Bodhisattva thấy ở đây là Pati. Bồ Tát thấy Ngài đang đi kinh hành qua lại. Ở đây chữ Ngài mình phải thêm chữ So vào. Uparu kinh hành trên ngọn núi đầy phân. Mi lá chữ mi lá này nó thấy chữ y hoặc chữ ý cũng được, thấy trong từ điển hoặc biết hai cách. Rồi đó là câu số 1. Cái này anh để lên cái chăn cát mi tí 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 này để tí tí thêm cái dấu phẩy anh đúng rồi tí 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 trường âm chữ tí là cái gì này chữ y trường âm. Ủa thưa sư, cái trước cái Upa Rupa Rí là cái này là cách 4 hay cách 6 sư? Cách 6, dạ. Rồi câu số 2 đó là khi đã đạt được sự giác ngộ, Ngài sẽ nhận được 4 món vật dụng một cách đầy đủ. Câu Apisampuchito là khi đạt được sự giác ngộ. Còn khi đạt được sự giác ngộ, nhiều biết gì không được. Abhisampuchito thì chỉ giờ dịch là giác ngộ thôi. Nếu mà ta biết là đạt được sự giác ngộ thì mới biết cái cách khác. Đây, khi mà được giác ngộ thì đó nó là một từ. Mà khi đã đạt được sự giác ngộ thì đó là hai từ. Tức là một cái là đạt được, một cái là sự giác ngộ. Nhưng cái chữ Abhisampuchito này nó không đủ. Bây giờ phải sửa lại tí. Abhisampuchito. Abhisampuchito đạt được. Sửa lại chữ này. Chữ đạt được anh Khánh viết cho sư cái chữ Papunito. 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 Đúng. Chữ này là Nito. Chữ này nè. Này giống đúng rồi. Papuni. N chấm trên hả sư? Chấm dưới.
là trong dưới Unito. Thì khi mình viết thì mình có chữ Apis Unito rồi à, cài chữ Samputing là được rồi. Chữ Samputing chỗ Apis Samputito này nè, bỏ cái chữ này đi. Samputing cài Samputing 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 cái này DH. Dạ. Samputing bỏ chữ D này đi. Sampo cái bồ đề. Dạ. Sampo chữ M viết là chữ M không không có chắc. Sampo tinh à, dạ rồi. Chữ M. Chữ M đó. Sam. M Sam. Vậy là sao vậy sư? Sampo tinh. Sampo tinh. Thì ở đây là đạt được sự giác ngộ. Cái chữ Samputin là và sự giác ngộ, đạt được sự giác ngộ. Thì anh em sẽ được là khi đạt được là Pabunito, sự giác ngộ là Samputin. Rồi ngài ở đây là chữ So, sẽ nhận được bốn món vật dụng Lapisati, sẽ nhận được bốn món vật dụng Pachiji Chattaro Paripuri cách đầy đủ. Rồi câu số 2 câu số 3 đi. Các nhu yếu phẩm được ngài thọ dụng với tâm không bị trói buộc, không bị tham đắm. Như ý phẩm ở đây mình xài chữ không biết trong từ vựng cho người ta hả? Để xài chữ Prikharani là đủ rồi. Bỏ chữ Pachiya đi, không biết trong từ vựng cái cho sao. Như ý phẩm được ngài gọi dùng. Thì khi mà ta viết như vậy thì các nhu yếu phẩm được ngài thọ dụng thì nó là dạng câu thuộc đồng thể. Thì một lần sử dụng luôn cái động từ thuộc đồng thể, hai lần sử dụng quá khứ phân từ dùng ở cái nghĩa thuộc đồng thể với xài thêm động từ thô ký. Nhưng mà quá khứ thì khi là ở quá khứ. Ở đây có Parikharani thì ở đây anh Hesung là được rồi. Với lại ở đây thì Prepunjitani thì cũng được rồi. Thì chữ Prepunjitani là được thọ dụng. Được thọ dụng, được ở đây tức là ngài, chữ tên á, được ngài thọ dụng với tâm. Với tâm, chữ tên á, với tâm. Với tâm thì không bị trói buộc. Agathitena với tâm không bị trói buộc, không bị tham đắm. Anuchopannena pannena ra được ra câu này. Thì cho con hỏi là câu 2 thưa sư, bài sao dùng Samputing sư? Samputing này cả nó là túc từ, túc từ, nó là túc từ rồi, bổ nghĩa cho Bonito. Mà Bonito là lấy theo cái so không hả? Thôi rồi. Quá phân tử thôi, nó có gì đâu.
Dạ. Các như ý phẩm. Rồi câu số 4. Lên đi nữa, lên đi. Câu số 4 lên đi. Bậc đạo sư xuất hiện trên thế gian sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Bậc đạo sư sách thú. Mình biết sách thú là chưa có chia rồi. Không phải chia nữa, có nhớ cái bản chi không? Chủ cách lại gì? Sách thú. Chứ bậc đạo sư chia làm sao? Sách hà. Sắp tha. Bậc đạo sư xuất hiện. Xuất hiện. Sampayatayo. Aharisati. Siyan. Sẽ mang lại nhiều lợi ích. Tâm pa giác ta vô tài chỉ gì lão vậy? Tâm pa giác ta vô là gì? Qua còn biết được từ vựng nó đâu mà là lạ gì vậy, con chúng hiểu luôn á, nên cho từ vựng nó cũng lạ mà lạ không đâu, không có chiếc hoa là được không, trong từ đây trong sách đó cô sơ, cô sơ sách ba tá sách ba giá tài vô trong sách có lợi ích của sơ. Phần dưới không Trần? Đúng rồi, nói đâu có không Trần? Chắc cũng không có đâu. Tôi vẫn thấy có mà đang mới biết đó. Làm sắp mà bác ta vô. Bánh chá nữa nè. Tí đi bác cán Phật cúng dường. Sắp lên những cái cuốn mới á sư, chân ơi cuốn cũ nhưng không có. Sư còn biết nữa là một vậy là từ điển. Nếu không có là nhỏ quá vậy. Cho từ điển luôn hả? Ừ, làm bài phải cho từ điển. Bát thi toa này gọi là gì? Bát chúc bát thi toa. Ô bát chúc toa được rồi. Xuất hiện á thì sao? Bát chúc toa. Ô bát chúc toa. Ô bát chúc toa. Xuất hiện. Để bắt chú Úc. Úc bá hả chị? Bách. Úc bá tên hai chữ A, hai chữ chi. Bỏ hai chữ ta, hai chữ ta, anh T chấm ở dưới kìa. Hai chữ bá gì? Úc bá chi toàn. Hai chữ B phải không chị? À, hai chữ B. Một chữ nữa, một chữ nữa. Rồi, thêm một chữ D nữa được rồi. Rồi. Bỏ chữ to. Không, cái này bỏ chữ H ra. À, bỏ chữ H. Bỏ chữ to. Lên. Đạo sư xuất hiện trên thế gian. Bỏ chữ to.
thiền trên thế gian sẽ mang lại lợi ích. Thì lợi ích này tại chữ Chí Tăng được rồi. Trong từ điển sẽ để Át Thá, gọi là Át Thá cũng được. Át Thá thành Át Thê, Sư Nhị. Mang lại Át Thê. Thì là bỏ chữ sắp ba giáp ba môn. Không biết từ điển này cũng giữ lại nhiều lợi ích. Cái này em sửa thành chữ E luôn đi. Ok hả Sinh? Mang lại rất nhiều lợi ích chư thiên và nhân loại, nên tại chữ D có mấy nút xa năng. Sang này. Rồi. Có bốn món vật dụng là y phục, vật thực sáng tạo và y phẩm trị bệnh. Chattaro Pachyya Devarang Vinapato Sena Sannang Ilanathe Sách Chàng Chàng Tiết. Cái gì thì cũng được, mà nếu người ta biết tốt hơn chỗ này, người ta sẽ đổi chữ M chấm thành cái chữ nhắn đi cho quen, chứ mà chấm cuối nè thành chữ nhắn. Ở viết ghép lại kéo chữ cha tiếp tắt, chúng ta tập quý cho nó quen. Tại thường chữ M chấm mà nó đứng cuối khi mà đi chú chung với cái chữ chán thì nó luôn luôn đổi thành cái phụ âm thứ năm của nhóm, để ý như vậy. Cách này sau này là nếu mình học cao rồi mình biết chị được rồi, tức là mấy cái kẻ đó thì mình biết một chữ chán ở phía sau là đủ, còn mình mới thì mình biết hai ba cái để cho mình làm quen. Mình tìm học khá rồi chỉ cần thêm một cái ở phía sau như vậy là đã biết mình đang kể. Cái chữ đó là phê sắc chanh chanh chứ, phê sắc chanh chứ, chữ F A là chanh chứ. Bây giờ đổi là chữ F á. Đúng rồi, cái này đổi chữ đá này thành chữ sắc. Chữ giờ đó chứ sao? Chữ F luôn. Phê sắc chanh chanh chứ. Khi làm á, phê sắc chanh chanh chứ. Rồi được rồi. Thì là câu dưới cũng đúng luôn. Ủa, chữ D này có chữ chấm dưới hả chưa? Pin đá. Có. Em chỉ chấm dưới. Okay, mình giữ là một câu. Đi qua bài. Trân có chụp lại chưa Trân? Để lại câu 4, câu 5 cho nó gần. Cảm ơn Khánh. Rồi. Đầu. 1, 2 rồi. Khánh để câu 5 là được rồi. Đây. Rồi xong. Biến hai này thì mình chưa làm bài tập nâng cao thật con ta, để đi sau mình học thì mình mới làm. Vậy xong làm học bài mới. Xong chưa? Xong hết rồi đó sư. Khánh lên câu 1, câu 2 dùm chân đi Khánh.
Thế lùi lên câu 1 dùm chân. Câu 1, câu 2. Khánh ơi. Xong rồi Khánh ơi. Ok. Thưa sư cho con hỏi, cho hỏi một chút. Thưa sư, con thấy chữ vật thực có hai từ. Một là Bindavata, hai là Ahara. Thưa sư, cái vật thực này cách dùng nó giống nhau hay khác nhau sư? Mất tiêu sư rồi ta. Thưa sư. Có gì? Thưa sư cho con hỏi. Con thấy vật thực đó, có hai từ là chữ, một là chữ Bindavata, hai là từ Ahara, cũng cùng nghĩa là vật thực. Như vậy hai cái vật thực này cách dùng nó giống nhau, ý nghĩa nó giống nhau hay là khác nhau sư? Và khi nào thì mình Ahara thì dùng Bindavata, khi nào mình dùng là Ahara? Chữ Bindavata nó thường chỉ dùng ở trong trường hợp là kể về bốn món vật dụng, y phục vật thực, bướu xứ, dược phẩm trị bệnh. Thứ hai là nó dùng là khi đi thực thực, ví dụ như là Pinapatang, Pindaya, Charati, đi thực thực, Pinapatang, Charati, đi thực thực. Nó chỉ dùng hai trường hợp đó thôi. Chữ Pinapata thật ra nó dùng bậc thực, chữ Pinapata đúng theo cái nghĩa của nó, tức là cái cơm mà người ta vắt thành bắt vắt đó. Cái ngày xưa người Ấn Độ họ nó cung theo kiểu đó. Còn chữ bậc thực, chữ Ahara nó chỉ cho chung, dùng phổ thông cho tất cả các trường hợp. Mình còn có một cái chữ phu chánh mát. Ủa, cái nói dân từ trung tính là cũng chỉ cho vật thực. Dạ. Được dùng phổ thông chỉ cho vật thực chung chung. Thưa cảm ơn sư, con hiểu. Xuống đi anh Khánh. Trong phần đó mình bỏ đi để kỳ sau mình mới học cái phần bài tập nâng cao của quyển 2 này, kỳ sau mình mới học. Để em học bài mới. Khi mình học bài 13. Bài 13 nó là phần dân bát cơm sữa. Về bài học thì sau phần đoạn lịch sử thì có
tính từ dạng so sánh, rồi tặng từ chỉ mức độ. Phần lịch sử thì có đoạn lịch sử ngắn như thế này, là sau khi tự mình dạy các đại mộng bằng nhiều cách khác nhau, Bồ Tát tin rằng Ngài chắc chắn sẽ đạt được sự giác ngộ. Vào buổi sáng ngày trăng tròn tháng Bê Sắc, Ngài xuống dòng sông Niranjara tắm, rồi đi đến một cây đa lớn có nhiều cành lá nhất, cao nhất, và ngồi ở tại đó. Đây phần nhiều nhất và cao nhất ở đây là viết theo cái bài mà tính từ so sánh thôi ha. Cái này mình chấp bật đối quan này. Vợ ấy tiểu thơ xuất gia ta, con gái của thượng giả ở thị trấn Senani, muốn làm đại lễ cúng tế thành cây. Vì cô nghĩ rằng vì thần cây đã giúp mình đạt được như ý nguyện, bởi thế tiểu thơ đã sai người giúp việc quét dọn chung quanh gốc cây đa ấy. Tiên cô đã chuẩn bị sẵn những lễ vật nhiều hơn và cao quý hơn thông thường để cúng tế thần cây. Sau khi người giúp việc ấy đi đến gốc cây đa, nhìn thấy Đức Bồ Tát đang ngồi, đã vội vã chạy về nhà báo tin cho nữ gia chủ của mình biết. Nghe vậy tiểu thơ Suchata rất hoan hỷ. Cô cùng người giúp việc đã mang bát cơm sữa và những vật thi khác đến cung dường cho Đức Bồ Tát. Thì đó là phần đoạn lịch sử. Giờ chúng ta có một số từ vựng ở đây mà hỗ trợ cho phần đoạn lịch sử này. Giờ sử dụng trong trước rồi sau đó mời các tưởng đồng phần từ vựng. Su kỹ năng Vidasikaroti, Supinang Vidasikaroti, Supinang Vidasikaroti, Tha Sattahati, Sattahati, Papunati, Papunati, Otarati, Otarati, Niranjara Nadi, Nahayati, Mahanikrotha, Pahitha, Ujjatama, Sujata Kumari, Siddhi, Sena Nigama, Pahukatara, Panitia, Dasi, Visotapeti, Deyavathu, Rukha Devata, Samachati, Sahasa, Pawati, Gahapatani, Ativiya, Matupayasa. Đây, đó là phần từ vựng. Giờ mời lớp giơ tay lên để mình tập đọc phần từ vựng này đi. Anh Khánh mời lớp đọc bài. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, bạch sư đưa. Sư ấy chữ lại giùm con á sư. Dạ con xin đọc ngữ vựng ạ. Số bí năng quý xá đi
Cá Rô Tí giải mộng, Bá Hú Tha bằng nhiều cách, Sắp Đá Há Tí binh, Ba Pú Na Tí đạt được, Út Chá Tá Má dạ, Út Chá Tá Má cao nhất, Sú Cha Ta Cú Ma Ri tiểu thơ thiện sanh, Xét Thi trưởng giả, Sena Ninh, Sena Ní Gá Má, thị trấn Sena Ní, Bá Hú Cá Tá Rá nhiều hơn, Bá Ni Tí Gia cao quý ngon hơn, Đa Si người giúp việc, Quý Sô Tha Bê Tí cho quét dọn, Đây Giá Quá Thú lễ vật, Rút Khá Đê Quá Ta thần cây, Xá Mách Chá Tí đạt được, Xá Á Xa một cách vội vã, Bá Quách Tí thông tin tin tức, Gá Há Bá Ta Ta Ni nữ gia chủ, Á Tí quý giá rất lắm quá, Má Thú Ba Sa Xá cơm sữa. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Chưa mở mic đó chị Tiên, chưa mở mic. Chị Tiên chưa bỏ mic chứ. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ xin mời Phật tử An Trần. Dạ con kính đảnh lễ sư, con xin đọc bài từ vựng. Chú Bí Năng Visa di Caroti là giải mộng. Tha bằng nhiều cách. Tata Hati tin. Pa Pu Na Ti đạt được. Otarati. Mẹ sao tự nhiên mất tiếng. Về chân Chara Na trong Linh Điền. Na Hà Chá Ti tắm. Maha Nirotha đà lớn, ba hít tha nhiều nhất, Sita Ta Kumari tiểu thư thiện sanh, Sethi trưởng giả, Sena Nini Gama, Sena Nini Gama, Sena Nini Gama thị trấn Sena Ni, Bahukatara nhiều hơn, Pani Tí Giá cao quý hơn, ngon hơn, Đa Si người giúp việc, Quý Thô Tha Phê Tí cho quét dọn, Đề Giá Vách Thú lễ vật, Khúc Khát Đề Vách Tà thần cây, Xá Mát Chá Tí đạt được, Xá Há Xà một cách vội vã, Pháp Vách Tí thông tin tin tức, Gaha Pa Ta Ni nữ gia chủ, Atiriya rất lắm quá, Mát Thu Pa Cha Sa cơm sữa. Dạ con kính cảm ơn sư. Thanh ơi. Xin mời Phật tử Kim Phúc. Dạ thưa sư, con xin đọc ngữ vựng ạ. Sú Bí Năng Quý Sa Đi Cá Rô Tí giải mộng, Bá Hú Tha bằng nhiều cách, Sắp Đá Há Tí tin, Ba Bú Na Tí đạt được, Út Chá Tá Má cao nhất, Sú Cha Ta Cú Ma Ri tiểu thư, Sú Cha Ta Sát Thi trưởng giả,
Senani ni gama thị trấn Senani, Bahu Katara nhiều hơn, Banitiya cao quý hơn, ngon hơn, Dasi người giúp việc, Wiso Thabeti cho quét dọn, Deya quát thú để vật, Rukha Dewata thần cây, Samachati đạt được, Sahasa một cách vội vã, Bá Vắc Tý thông tin tin tức, Gaha Bá Tani nữ gia chủ, Ati Quý Giá rất lắm quá, Má Thú Ba Gia Xá cơm sữa. Thưa sư xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, sư sư con xin đọc ạ. Suối năng quý xá đi cả rô tí dạy mộng đã hút tha bằng nhiều cách sách thá sách đá ha tí tin tập vũ na tí đạt được ô ta ra tí đi xuống nê ranh chá ra na đi sông ni niên na ha ra tí tắm na ha ni rô thá cây đa lớn đã hít thá nhiều nhất Úc Chá Tán Má cao nhất, Chú Gia Ta, Cú Ma Ri, Tiểu Thơ, Thiện Xanh, Hết Thi, Trưởng Giả, Sê Na Ní Ní Giá Má, Thị Trấn Sê Na Ní, Bá Hú Cá Tá Giá nhiều hơn, Bá Ni Tí Giá cao quý hơn, ngon hơn, Đa Si, Người Tức Việt, Ní Sô Tha Tê Tí cho quét dọn, Đây giá vắt thú, lễ vật, trúc khá đê, quạt ta, thần cây, xá mách chặt tí đạt được, xá ha xa một cách vội vã, đá vắt tí, thông tin tin tức, đá ha tá, ta ni, nữ gia chủ, a tí quý giá, rất lắm quá, má thú ta ra xá, cơm sữa, đã thư sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ngữ phận. Số bí năng, quý sa đi cá rô tí, giải mộng, bá hú tha bằng nhiều cách, sát đá há tí, tin, ta bú na tí, đạt được. Ô tá rá tí, đi xuống, nê ran chá ra, ná đi, sông ni liên, ná hà giá tí, tắm. Má hà ni rô thá, cây đa lớn, bá hít thá nhiều nhất, út chá tá má cao nhất, số cha ta cú ma ri, tiểu thơ thiện xanh, xét thi, trưởng giả, xê na ní ní gá má, thị trấn xê na ní, bá hú cá tá rá nhiều hơn, bá ni tí giá, cao quý hơn, ngon hơn, đa si, người giúp việc, quý sô tha pê tí, cho quét dọn, đê giá quá thú, lễ vật, Rút khá đê quá ta, thần cây, xá mách chá tí, đạt được. Xá há xa, một cách vội vã. Bá quá tí, thông tin tin tức. Gá há bá ta ni, nữ gia chủ. Á tí quý giá, rất lắm, quá. Má thú ba gia xá, cơm sữa. Dạ thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, yeah, thưa sư xin đọc ngữ vận. Su bi năng quý xá đi cá rô tí giả mộng bá hú đa bá hú tha bằng nhiều cách sách đá há tí tin bá bú na tí đạt được ô tá ra tí đi xuống nê ranh trá ra né đi sông ni liên na hà giá tí tắm má hà ní rô thá cây đa lớn Ba hít thế nhiều nhất, Úc chết thế mé cao nhất, Sú trạch tê cú mơ ri, tiểu thơ thiện xanh, xếp thi trưởng giả, Sê nà ní ní gá má, thị trấn sê nà ní, Ba hú cách tá rá nhiều hơn, Ba ni tí giá cao quý hơn, ngon hơn, Đà si người giúp việc, Quý sô tha bê tí cho quyết dọn, Đầy giá quách thú, lễ vật,
Rút khế đề quế tê thần cây. Xé mắt chế tí đẹp được. Xé hé xe một cách vội vã. Bé quách tí thông tin tin tức. Ghé hát bé tên đi nữ gia chủ. Á tí quý giá rất lắng quá. Má thú bê dê xé cơm sữa. Dạ thưa sư xin hết. Dạ có Phật tử nè, à xin mời Phật tử Lăng Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc ngữ vận. Supi năng visa visa ti karoti giải mộng. Bahuta bằng nhiều cách. Sapta hati tin. Babunati đạt được. Otarati đi xuống. Neranjan ranadi sông ni liên. Naha giá tí tấm. Maha niro thá cây đa lớn. Batita nhiều nhất. Uchatama cao nhất. Tata Kumari tiểu thư thiện xanh. Sati trưởng giả. Sinani nigama thị trấn Sinani. Bahukatara nhiều hơn. Banitiya cao quý hơn ngon hơn. Dasi người giúp việc. Viso thapeti cho quét dọn. Đề giá quá thú lễ vật. Rukha đề quá ta thần cây. Sama chati đạt được. Sahasa một cách vội vã. Phá quá tí thông tin tin tức. Gaha patani nữ gia chủ. Ati quý giá rất lắm quá. Bá thú ba xa giá cơm sữa. Là thưa sư con xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn đọc luôn. Xin mời Phật tử Quang Thanh. Là thưa sư con xin đọc. Số bí năng quý xa đi cá rô tí là giải mộng. Bá hú tha là bằng nhiều cách. San đá há tí là tin. Bá bú ba bú na tí là đạt được. Ô ta rá tí là đi xuống. Nê san chá ra na đi là sông đi lên. Cha tá na là cao nhất, tá má là cao nhất, sú cha ta cú ma ri là tiểu thơ thiện xanh, thi tú là con gái, xếp thi là trưởng giả, sê na ni ní ní ga má là thị trấn sê na ní. Bá hú ca tá rá là nhiều hơn. Bá ni tí giá là cao quý hơn và ngon hơn. Đa si là người giúp việc. Quý sô thá bê tí là cho quét dọn. Đê rá quát thú là lễ vật. Rút khá đê quá ta là thần cây. Xá mách chi ha tí là đạt được. Xá há xa là một cách vội vã. Bá quá quát tí là thông tin tin tức. Gá há ba bá ta ni là nữ gia chủ. A tí quý rá là rất lắm quá. Má thú ba ra xá là cơm sữa. Dạ thưa sư con đã đọc xong.
Dạ, có Phật tử là muốn đọc đúng không ạ? Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. À, ngày chúng ta học tiếp bài ha. Giờ phần 2 đó là phần quan phạm, đó là tính từ so sánh. Ở đây mình có hai dạng tính từ so sánh, thứ nhất đó là tính từ so sánh hơn, hai đó là tính từ so sánh nhất. Tính từ so sánh hơn đó là bằng cách ghép các tính từ với ba dạng tiếp vị ngữ, làm ghép với tiếp vị ngữ tara hoặc là tiếp vị ngữ y giá hoặc là tiếp vị ngữ y dí sa cá. Ví dụ như pa hu cá là nhiều, thì ở đây người ta ghép với tiếp vị ngữ tara thì nó được là pa hu cá tara, dịch là nhiều hơn. Khe cá ở đây người ta ghép với y giá thì nó khe cái giá là thông minh hơn. Chanh đá người ta ghép với y dí sa cá thì nó được là chanh đí dí sa cá, dữ hơn. Tức là từ thông từ mình tính từ bình thường dịch là nhiều, thông minh, dữ, thì bây giờ mình ghép với ba tiếp vị ngữ, một trong ba tiếp vị ngữ tara, y dí hoặc là y sa cá thì dịch nó là hơn. Cái trường hợp thứ hai đó tính từ so sánh nhất. Tính từ so sánh nhất thì là lấy tính từ ghép với hai tiếp vị ngữ đó là tâm mát với lại ít hát. Ví dụ như là út chát cộng với tâm mát thì út chát tâm mát là cao nhất. Tùn đá rá cộng với ít hát, tùn đá rít hát là tốt nhất. Tức là tính từ út chát dịch là cao, tùn đá rá dịch là tốt, rồi cộng tâm mát hoặc là ít hát dịch thêm chỉ nhất. Thì đó là cách hình thành, mình cứ ghép nó thôi. Để ý ở trong trường hợp mà các tiếp vị ngữ mà nó bắt đầu bằng âm ý thì mình bỏ cái âm đầu của tính từ, âm cuối của tính từ. Ví dụ ở đây mình thấy chia cá chữ á thì bỏ nó đi, chanh đá thì bỏ chữ đá thì đi, chữ á thì đi. Ở dưới thì cũng vậy, nó ít thắng thì bỏ chữ á của chữ sundara đi. Đó mình để ý nữa. Về cách sử dụng các tính từ dạng so sánh hơn và tính từ dạng so sánh nhất cũng được sử dụng như các tính từ thường, tức là chúng phải đồng tính, đồng ngữ cách và đồng ngữ số với danh từ mà chúng đi kèm. Thì nó cũng giống như là hôm trước mình học tính từ. Tính từ thường tức là khi mà nó đi kèm với một danh từ nào đó thì nó phải đồng tính, đồng cách, đồng số. Thì tính từ so sánh hơn nó cũng như vậy, nó chỉ là hình dịch khác hơn thôi. Nhưng mà tính từ so sánh hơn thì dịch thêm chỉ hơn, so sánh nhất thì dịch thêm chỉ nhất. Với lại mình xem coi ở trong trước nó mình cần sử dụng cái cách thứ mấy so với tính từ thông thường. Thì ở đây mình có thí dụ, để cho thí dụ nè. Tu cha ta kumari rukha deva ta ya bo che tung pakati ya pahukatare pani ti ye sakare tay che si. Thì ở đây mình có chữ tu cha ta kumari là chủ từ, dịch là tiểu thơ. Tu cha ta chuẩn bị sẵn ở đây là động từ sai chia xí, chuẩn bị sẵn. Những lễ hoạch ở đây là chữ sakari dùng ở đôi cách số nhiều. Nhiều hơn thì ở đây chúng ta thấy cái chữ phá hô cá nè, rồi cộng với chữ ta rá. Ở đây vì nó ở đôi cách số nhiều, nó bổ nghĩa cho danh từ ở đôi cách số nhiều, cho nên nó chia dạng bằng e. Rồi cái chữ panita là cao, ở đây nó cộng với panita cộng với y giá, cho nên dịch là cao quý hơn hoặc là ngon hơn.
rồi trước nó, trước tính từ so sánh hơn, trước tính từ so sánh hơn thì là một danh từ ở cấp thứ năm. Thì ở đây chữ Pakatiya cao quý hơn thông thường, chữ Pakati là thông thường, Pakatiya đây nó chia cấp thứ năm, danh từ nữ tính. Rồi để cúng dường, để cúng dường là bị biến cách, để cúng tế. Đúng ra cái chữ này thì dùng phô di tung nó không hay lắm, cũng là vậy thôi, đã dùng rồi thì thường cái chữ cúng tế đó là tế thần đó, người ta dùng giá trị tí để tôi sẽ được chỉnh lại sao. Cái này mình tạm dùng để cúng dường đến rút đi bát tài giá đến chư thiên. Cái thứ tư thì ở đây mình có hai cái cụm từ dạng so sánh hơn, đó là pahukatare pani piye, nó chia đồng cách đồng số với chữ với danh từ sakare ở đôi cách số nhiều. Thứ hai nó có cái thí dụ là so upasako maya uchataro hoti, thiện nam ấy cao hơn tôi. Thì chữ so ở đây dịch là ấy, upasako là thiện nam, uchataro, uchat là cao, taro là hơn, uchataro là cao hơn. Cao hơn trước nó là danh từ ở cấp thứ năm, thì ở đây chữ maya là cấp thứ năm. Bodhisattva Ramani Yaya Nirancara Nadiya Samipe Ujjatamasa Mahapu Mahanikro Asahitha Nisidi. Bodhisattva đây là chủ từ, là Bồ Tát đã ngồi. Đã ngồi ở đây đồng từ ở thầy quá khứ, đó là Nisidi, dưới là Hitha, cây đa lớn. Maha Nikro Thác, Thác Sát là cây đa lớn, cao nhất. Cao nhất ở đây Ujjatama, cao nhất. Bên cạnh dòng sông Nirancara Hạ Ái, chữ Samipe là giới từ bên cạnh, tức nó là cách thứ năm. Còn Ramaniyani là khả năng phân từ, dùng như là tính từ. Ở đây chúng ta để ý đó là tính từ phần tính nhất ở đây đó là Ujjatara. Rồi câu thứ tư đó là Rukha Mula Sahetha Ithante Su Pokale Su Me Mito Nijatamo Hoti. Trong số người bạn đang đứng dưới gốc cây, bạn tôi thấp nhất, thấp nhất. Thì ở đây có là trong số người bạn đứng dưới gốc cây, đang đứng dưới gốc cây. Thì ở đây chữ Pokale Su dịch là trong số những người bạn, trong số những người đang đứng dưới gốc cây. Bạn của tôi, chữ Mito là bạn, mê là của tôi. Bạn của tôi thấp nhất, ni chắc tâm hồ hồ ý. Thường cái tính từ so sánh nhất á, nếu mà ở trong câu đó là sử dụng động từ hữu trí thì nó thường nằm trước động từ. Còn nếu mà nó sử dụng với động từ thông thường thì nó sẽ đứng trước cái danh từ mà nó vô nghĩa. Nó bình thường vậy thôi. Còn nó trước nó nữa thì nó không có quy định cách. Không có quy định cách giống như là tính từ so sánh hơn. Nó tùy theo trường hợp người ta sẽ biết đó. Thì đó là dạng tính từ so sánh hơn.
Phần thứ ba đó là phần tạng từ mức độ, chỉ mức độ, cách sử dụng. Tạng từ chỉ mức độ là tiếng tạng từ chỉ ý nghĩa về tầm vóc, số lượng, ước độ của một sự vật, một sự kiện nào đó. Ví dụ ở đây có là ma văn, phá phúc, khách tung, về lúc quán áo vi hà răng, cái chim hà, chúng tôi đã đi đến chùa Trúc Lâm nhiều lần, hoặc là từng sát Trúc Lâm nhiều lần. Thì ở đây có cái trạng từ chỉ mức độ ở đây đó là phá hút khát tung, tức là nhiều lần. Dạ, khát tung nhiều lần. Thì ở đây mình có chữ mấy văn là chủ từ, cái chim hoa động từ, tức động từ. Đó là trạng từ chỉ mức độ. So imasmin nakare atibiya thanawa ahoti. Trong thành phố này, ông ấy là người rất giàu có. À, rất giàu có. Thì ở đây mình có tính từ chỉ mức độ, đó là rất. Atibiya. Atibiya. Trong câu này thì có so là chủ từ. Imasmi nakare là cách thứ bảy. Atibiya là tạm từ chỉ mức độ. Thanawa thì nó là diện danh tính từ, dùng như là tính từ ở trong câu này, động từ á hô tí. Trong câu này thì mình có thể là sử dụng ở thì hiện tại và thì quá khứ gì cũng được. Nếu mình muốn nói về quá khứ thì mình sử dụng nó thì quá khứ, còn không thì sử dụng thì hiện tại. Rồi đây là một số trạng từ chỉ mức độ. Mình có atibiya, atipalahan, utarin, ekato, ekada, chatukhatung, chatukha, vittikhatung, pahukhatung, duitha, hiyo, sapathi, sapatha, sakki. Nhưng mà lớp giơ tay lên để mình đọc các tặng từ chỉ mức độ này để nhớ được từ nào hay từ đó ha. Mời lớp anh Khắc Khánh, mời lớp đọc bài xin. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ, thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ mức độ. Ati quý giá, rất lắm, quá. Ati ba hằng, rất nhiều. Uttarin, thêm nữa. Ekato, thống nhất. Ekata, theo một cách. Chatukhatum, bốn lần. Chatutha, theo bốn cách. Ditikhatum, đôi ba lần. Bahukhatum, nhiều lần. Bahutha, bằng nhiều cách. Biyo, hơn. Sabbathi, bằng mọi cách. Sabbatha, bằng trong mọi cách. Sát kiên một lần. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Kim Phúc. Thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ mức độ. Á tí quý giá, rất lắm, quá. Á tí bàn hằng, rất nhiều. Út ta riêng, thêm nữa. Ê cá tô, thống nhất. Ekatha, theo một cách. Chatukhatung, bốn lần. Chatutha, theo bốn cách. Dittikhatung, đôi ba lần. Bahukhatung, nhiều lần. Bahutha, bằng nhiều cách. Pityo, hơn. Sabbathi, bằng mọi cách. Sabbatha, trong mọi cách. Sakin, một lần. Thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, bạch sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ mức độ. Á tí quý giá, rất lắm, quá. Á tí ba hằng, rất nhiều. Út tá rinh, thêm nữa.
Ekato thống nhất, Ekatha theo một cách, Chá túc khách tung bốn lần, Chá tú tha theo bốn cách, Quý tích khách tung đôi ba lần, Bá hút khách tung nhiều lần, Bá hút tha bằng nhiều cách, Quý vô hơn, Sắp bá thí bằng mọi cách, Sắp bá tha trong mọi cách, Sắc kinh một lần. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời con thử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc một số trạng từ thì mức độ. Ati quý giá, rất nóng quá. Ati ban hằng rất nhiều. Tá riêng thêm nữa. Ekato thống nhất. Ekatha theo một cách. Chá túc khách tung bốn lần. Chá tu tha theo bốn cách. Lý tích khách tung đôi ba lần. Đó hút khách tung nhiều lần. Đó hút tha bằng nhiều cách. Đi dô hơn. Sát bá thí bằng mọi cách, sát bá tha trong mọi cách, sát kinh một lần. Đã thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Ngọc Trân. Dạ thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ mức độ. Ati quý giá rất lắm quá, Ati pa rất nhiều, Uttarin thêm nữa, Ekato thống nhất, Ekatha theo một cách, Chát tu khát tung bốn lần, Chát tu tha theo bốn cách, Viết tiết khát tung đôi ba lần, Bá hút khát tung nhiều lần, Bá hút tha bằng nhiều cách, Phi vô hơn, Sát bá thí bằng mọi cách, Sát bá tha trong mọi cách, Sát kinh một lần. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ mức độ. Atiriya rất lắm quá, Uttarin thêm nữa, Ekato thống nhất, Ekatha một theo một cách, Ettavata chừng ấy, Chatutha theo bốn cách, Khatun đôi ba lần, Bahutha bằng nhiều cách, Buso hầu hết, Bijo hơn, Bijoso hơn nữa, Sabbathi bằng mọi cách, Sabbatha theo một cách, Sakin một lần. Dạ thưa sư, con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Quan Thanh. Dạ thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ mức độ. Ati quý ra là rất lắm quá. Ati ba hăng là rất nhiều. Út tá rinh là thêm nữa. Ê cá tô là thống nhất. Ê cá tha là theo một cách. Chá tút khá tung, khắp tung là bốn lần. Chá tú tha là theo bốn cách. Lý quyết tích khá tung là đôi ba lần. Bá hú khắp tung là nhiều lần. Bá hú tha là bằng nhiều cách. Phi rô là hơn. Sát bá thí là bằng mọi cách. Sát bá tha là trong mọi cách. Xá kinh là một lần. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc một số trạng từ chỉ mức độ. Á tí quý giá rất lắm quá, á tí bình hằng rất nhiều, út tá rinh thêm nữa, cái tô thống nhất, cái thè theo một cách, chế tút khách tuần bốn lần, chế tút thè theo bốn cách, đi hút tích khách tuần đôi ba lần, bay hút khách tuần nhiều lần, bay hút thè bằng nhiều cách,
Hít vô hơn. Sắp bá thi. Sắp bá thí bằng mọi cách. Sắp bá tha bằng trong mọi cách. Xá kim một lần. Dạ thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phước Duyên. Thưa sư xin đọc trạng từ. Ati quý giá rất lắm quá. Ati ba la hăng rất nhiều. Út ta rinh thêm nữa. Ê cấp tô thống nhất. Ê cấp tha theo một cách. Cấp tức khách tung bốn lần. Cấp tức tha theo bốn cách. Tức tích khách tung đôi ba lần. Có khách tung nhiều lần. Có tha bằng nhiều cách. Ý vô hơn. Sắp bắt thí bằng mọi cách. Sắp bắt tha cho mọi cách. Sắp kinh một lần. Con xin hết. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc không? Dạ, thưa sư, dạ, không có Phật tử nào muốn đọc. Dạ, thưa sư, đã hết rồi sư. Đạo Duyên Ma Ca trả lời phần nhà trả lời câu hỏi. Thứ nhất đó là hãy gạch dưới các tính từ so sánh hơn. Tính từ so sánh nhất đã được sử dụng trong đoạn văn này. Khi mình đọc đoạn văn thì mình sẽ tìm nó. Thứ hai đó là có bao nhiêu tiếp vị ngữ hình thành tính từ so sánh hơn và tính từ so sánh nhất. Ai trả lời được câu này? Con trả lời. Dạ, tính từ so sánh hơn thì là ghép tới ba tiếp vị ngữ là tá rá ý giá và a di sát cá. Còn tính từ so sánh nhất là ghép thứ hai tiếp vị ngữ là có má, ít khá. Rồi, ta phải nhớ cái tiếp vị ngữ của nó để sau này mình muốn xài tính từ dạng so sánh hơn, so sánh nhất thì mình sử dụng nó được. Thứ ba đó là càng tùy chỉ mức độ được sử dụng trong trường hợp nào. Ai trả lời câu số 3? Sư con xin trả lời câu số 3. À. Trạng từ chỉ mức độ là tiếng trạng từ chỉ ý nghĩa về tầm vóc, số lượng, ước độ của một sự vật, một sự kiện nào đó. Thí dụ như Mayang Pahukhatung Velupana Viharang Gachima Gachima Gachimha. Chúng tôi đã đi đến chùa Trúc Lâm nhiều lần. So Imasmin Nagare Ati Quý Giá Hanawa Ahesi. Trong thành phố này ông ấy là người giàu có nhất. Trong ví dụ trên Bahu Khatung Ati Quý Giá là trạng từ chỉ mức độ. Dạ con xin hết. Câu số 4. Gạch dưới các trạng từ chỉ mức độ đã được sử dụng trong đoạn văn. Phần này mình sẽ tìm câu số 5 đó là đặt câu với các trạng từ chỉ mức độ sau. Có phá hú kha sa ha sa a ti vi ya cha tu kha vu tích khắc tung. Giờ mình tập đặt câu với các trạng từ này đi. Hãy
Rồi bây giờ ai đọc được câu với trạng từ nào thì đọc với trạng từ đó. Thưa sư, con đặt xa ha xa. Rồi mình tập đặt câu đi cho nhớ từ, rồi chứ các tử mình ít cái nhớ. Chị Hoa đặt rồi hả? Thôi vậy để con đặt từ khác. À, tiêu bây giờ câu này chữ từ, chủ từ với động từ không có hợp với nhau mà chủ từ là mấy văn trong đó trong cái đó động từ. Xin lỗi đây con sửa lại. Có ai đặt con nào nữa không? Sửa lại. Con đặt thêm một câu á. Con đặt câu cuối á gì? Động từ qua tắt khác hai lần ăn uống quá tăng là gì mỗi năm á sao mỗi năm á hả? Dạ mỗi năm các thiện nam đi đến chùa đôi ba lần các con thiếu chỉ chùa rồi Araman chiên chắc chiên sữa chiên chủ cách chưa chia. Chưa được, cũng nói kiểu qua sách ca.
Ủa thưa sư, cái từ xá hát xa hình như là phải để sau cái từ gây hăng mới đúng chứ thưa sư? Chữ này chắc để đây hay hơn. Tạm từ chỉ thời gian. Cần thêm câu đầu. Ủa chị Phước Duyên, vậy cái câu đó là sao chị Phước Duyên? Mỗi năm các thiện nam đi đến chùa đôi ba lần. Upa chữ gạch ngang sư trường âm. Upa. Bữa nào giờ sắm chữ cài vali. Thưa sư, có dịch theo câu sao á? Đây tạm như đây ha, đây, tạm như đây là cũng ổn. Mấy cái trạng từ này thật ra nó cũng dễ đặt câu lắm, tại các tử mình nè, chỉ cần sử dụng được khoảng 4 từ là mình có thể đặt được rồi, mình cứ xem nó quà thôi chứ nó không có gì. Tại mình không chịu khó mình nghiên cứu để mình tập đặt nữa. Nếu mình để ý trước tí mình đặt được dễ dàng chứ không phải. Rồi bây giờ mình tạm nghỉ ha. Để vì sao chúng ta học tiếp. Để học sau thì chúng ta đọc phần đoạn văn với lại sửa bài tập số 13. Để xin mời lúc nghỉ mời cô Phước Duyên cầm. Dạ, con học đến đây là kết thúc rồi chúng con. Xin kính chư ân sư để dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư sức khỏe và vui. Bây giờ xin mời cô Tu Nữ Dị Bảo thay mặt lớp để đọc bài kinh Hồi Hướng Phước Chư Thiên. Xin mời cô Tu Nữ Dị Bảo. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thay mặt các học viên trong lớp tụng xin tụng kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha Chappamata Devanaga Mahitika Bunyan Lo Anumodanto Chirang Rakanto Sasanang Akasatha Chappamata Devanaga Mahitika Bồn nhân nô anh nô mô đàn tu chi răng ra khan tu nô gà rù A ca sát tha chấp phẩm ma tha đề hoa na gà ma hít tí ca Bồn nhân nô anh nô mô đàn tu chi răng ra khan tu nhà ta vô A ca sát tha chấp phẩm ma tha đề hoa na gà ma hít tí ca Bồn nhân nô anh nô mô đàn tu chi răng ra khan tu pa mi lô Akasatha chappamattha devanaga mahittika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada idang vatano bunyang asava khaya vahan hontu anagate kale.